Hello anh em, chào mừng anh em đến với video số 2 trong cái series video là thiết kế website WordPress năm 2023. Cái series video này thì mình sẽ tập trung hướng dẫn anh em với cái giao diện là GeneratePress và cái trình soạn thảo đó là GeneratBlock. Ở cái video trước thì mình đã nói cho anh em tổng quan về cái tư duy các loại traffic khi anh em làm MMO nói chung hay là các hình thức mà kiếm tiền online nói riêng. Và mình đã giới thiệu cho anh em những cái công nghệ hay có thể hiểu là những cái nền tảng mà mình sử dụng để mà xây dựng lên cái website trong cái series video này ha. Và chi phí để vận hành một cái website trong một năm. Nếu như anh em nào chưa xem video đó thì có thể lên lại kênh YouTube của mình và xem cái video số 1 là tổng quan này ha. Ở cái video tiếp theo, video số 2 này thì mình sẽ hướng dẫn anh em thứ tự từng bước mà mình đã nốt ra ở đây ha. Đầu tiên đó là mua một cái domain. Thì trong cái video này và xuyên suốt cái video này thì mình sẽ mua cái domain .dev. Dev là viết tắt của từ là developer, những nhà phát triển. Hiểu đơn giản là dành cho những anh em lập trình viên nè, những người mà thiết kế website kiểu như vậy ha. Tiếp sau đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em là mua một cái VPS, là một cái máy chủ ha. Sau đó thì anh em đưa cái tên miền anh em vừa mua lên Cloudflare để mà quản lý cho nó tiện này. Tiếp theo thì kết nối cái domain anh em vừa mới mua vào cái VPS. Cài The Lamp là một cái phần mềm mà để anh em quản lý website và cài đặt WordPress. Tiếp theo là cài WordPress này, cài SSL là cái ổ khóa trên cái trình duyệt của anh em á. Và cuối cùng là một vài tùy chỉnh trên cái website WordPress mà anh em vừa mới khởi tạo xong. Ok, đi vào nội dung chính của video luôn. Phần thứ nhất là mua một cái domain. Thì mình sẽ mua một cái domain tên là livevietnam.dev ở trên nhà cung cấp là Namecheap ha. Nếu như anh em nào chưa có tài khoản thì đăng ký một cái tài khoản vào, bấm tên domain đây và mình bấm search. Thì cái domain .dev nó có giá cao hơn một chút so với những domain .com, .net hay là những cái domain còn lại ha. Giá của nó khoảng là 13 đô một năm. Nếu như anh em làm một cái blog thông thường thì mình nghĩ là anh em cứ nên mua .com hoặc là .net là được rồi ha. Hai cái domain nó thông dụng nhất. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành là thanh toán cái tên miền mình vừa mới mua này. Đây là cái trang thanh toán đầu tiên thì mình sẽ chọn một năm này. Auto Renew có nghĩa là khi mà hết hạn nó sẽ tự động gia hạn cái tên miền này thì mình sẽ bật lên. Cái bên dưới nó là bảo mật cho website thì anh em có thể bấm vào chỗ này thì nó sẽ bảo là nó sẽ ẩn những cái thông tin ở trên cái trang là GUI. Cái trang này nó sẽ check ra là ai là người sở hữu cái tên miền thì khi anh em bật cái này lên thì nó sẽ ẩn đi. Thì cái này là nó free forever nên mình có thể bật lên ha, Auto Renew luôn. Lúc này anh em mà có coupon giảm giá thì anh em có thể thêm vào đây, còn không có thì thôi. Rồi mình bấm Confirm Order. Thì giá gốc của cái tên miền của mình là 12.98 đô cộng với một vài cái thuế hay là cái phí gì đó thì nó lên 13.16 đô. Tính ra tiền Việt chắc là khoảng 300.000 ha. Lúc này nếu như anh em lần đầu tiên vào Namecheap và mua tên miền ở trên này á thì anh em cần nhập cái thông tin thanh toán của mình ở bên dưới ha. Kéo xuống dưới và nhập những cái thông tin thanh toán, một vài thông tin như là địa chỉ các kiểu thì anh em nhập vào. Còn mình thì đã mua ở trên này nhiều rồi nên nó đã lưu cái thông tin thanh toán rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là pay now. Thì đây là cái trang thanh toán mà mình đã mua thành công với tên miền là livevietnam.dev ha. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành cái bước là thay vì là mua VPS trước thì mình sẽ đưa cái domain mình vừa mua lên Cloudflare để mà quản lý cho nó tiện. Thì đầu tiên anh em bấm vào chữ manage. Rồi và bây giờ quay sang cái trang là cloudflare.com, anh em tạo cho mình một cái tài khoản ở trên này ha. Sau khi tạo xong thì ở cái dashboard như vậy nè, anh em bấm vào add the site. Rồi bây giờ anh em gõ cái tên website anh em vừa mua vào đây ha. Sau thì bấm add site. Kéo xuống dưới thì anh em chọn gói free ha. Rồi bấm tiếp tục. Ở chỗ này á, anh em xóa hết những cái bản ghi MX ở dưới đi, để lại hai cái bản ghi là A và CNAME này ha. Tí nữa mình sẽ cấu hình sau, bây giờ cứ xóa những cái bản ghi từ MX trở xuống đi. Bấm Edit nè, xóa. Sau khi xóa hết còn lại bản ghi A và CNAME thì anh em bấm Continue. Rồi và lúc này thì thằng Cloudflare nó sẽ báo anh em là xóa hai cái name server mặc định ở trên Namecheap đi và thêm hai cái name server của thằng Cloudflare vào. Thì anh em làm như sau ha. Đầu tiên thì anh em copy cái name server đầu tiên nè. Quay lại phần domain ở trên Namecheap ha. Chỗ name server này, anh em chọn cho mình bấm vào đây và chọn là custom DNS. Rồi cái name server 1 thì anh em dán vào ha. Và tương tự với cái name server 2 anh em copy nè. Qua đây lại dán vào. Và bấm vào dấu tích ở đây, lưu lại. Sau khi lưu lại xong thì anh em qua trang Cloudflare và bấm xong và đợi cho nó check ha. Lúc này thì anh em có thể cấu hình một chút ở trên Cloudflare để mà cho website của mình nó bảo mật và nó nhanh hơn. Rồi bấm get start nè. Phần này anh em có thể để mặc định và bấm lưu. Phần này tạm thời anh em có thể bỏ qua ha, bấm lưu tiếp này. Vì cái bước trên á, nếu anh em chưa cài SSL mà anh em để mặc định là sử dụng HTTPS thì nó dễ xảy ra lỗi ha. Ở chỗ này thì anh em có thể tích vào 3 cái. Thì cái tính năng này á, nó sẽ tự động tối ưu những cái file JavaScript, CSS và HTML của anh em cho cái file nó nhẹ hơn ha. Rồi bấm lưu lại. Chỗ này thì anh em còn để mặc định ha, bấm lưu. Rồi và cuối cùng là bấm finish. Và để check xem cái website của mình vừa mới thêm vào á, nó được chưa thì anh em bấm vào lại cái logo trang chủ này. Thì hôm nay anh em sẽ thấy được cái list website. Nếu như mà nó đã thành công rồi á, thì nó sẽ hiện cái dấu tích và cái chữ active ở dưới ha.
Còn nó hiện pending như vậy thì anh em phải đang chờ. Cái thời gian chờ nó khoảng từ 5 đến 10 phút, anh em cứ relax lại khi nào nó hiện cái dấu tích, cái chữ active là được ha. Trong lúc chờ đợi thằng Cloudflare nó active cái website của mình vừa mới thêm vào á, thì anh em có thể là đi mua VPS. Nhưng mà nó active cho mình luôn rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là hướng dẫn anh em cái bước tiếp theo, đó là mua VPS, mua một cái máy chủ ở trên là Vulture. Thì như mình nói ở video số 1 đó, trước giờ mình chỉ xài con này thôi và dịch vụ con này rất là ok luôn. Thì nếu như anh em nào quan tâm tới Vulture thì có thể mua ở cái đường link bên dưới, đó là livevietnam.com/Vulture, thì anh em sẽ có được 100 đô free để mà trải nghiệm ha. Sau khi anh em đăng ký một cái tài khoản Vulture, đăng nhập vào, và nếu như anh em đăng ký qua cái đường link của mình á, anh em cần thêm một bước nữa là hoàn tất thêm cái thông tin thanh toán ở đây như là thẻ tín dụng này, hay là PayPal, hay là crypto, thì anh em sẽ có 100 đô để mà trải nghiệm miễn phí ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mua một cái server như này. Anh em bấm một cái dấu cộng ở đây ha và chọn vào deploy new server này. Rồi anh em chọn vào cloud computer cho nó rẻ ha. Cái phần này thì anh em có thể để mặc định. Về location thì mình khuyến nghị anh em đặt những cái máy chủ ở châu Á vì nó gần Việt Nam mình thì nó sẽ nhanh hơn ha. Có Tokyo này, có Seoul Hàn Quốc này, hay là có Singapore, thì mình sẽ chọn Singapore. Anh em chọn bang này hàng nào cũng được. Tiếp theo thì chọn hệ điều hành. Vì trong cái series video này mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt ở trên thằng Debian và nó chạy ở trên là Xen OS ha, thì mình sẽ chọn vào thằng này. Và anh em có thể chọn version là 8. Rồi kéo xuống dưới. Thì nếu như anh em mới lần đầu tiên làm website thì mình khuyến nghị là anh em cứ sử dụng cái gói thấp nhất thôi, 6 tháng, 6 đô một tháng. Kéo xuống dưới này, tắt cái phần backup rồi đi. Và cuối cùng là đặt tên cho cái server này ha. Thì mình sẽ đặt cùng với cái tên domain mình vừa mua luôn. Anh em có thể đặt là bất kỳ cái gì để cho tiện cho anh em dễ nhớ là được. Rồi và sau đó thì anh em bấm vào deploy now. Bây giờ thì anh em cần đợi khoảng từ 5 đến 10 phút để cho nó khởi tạo xong cái máy chủ ha. Khi nào khởi tạo xong thì nó sẽ hiện là running như bên dưới này. Còn lúc anh em khởi tạo để installing, lúc này thì cần phải chờ thôi, mình sẽ pause video lại ha. Thì trong quá trình mà chờ đợi nó running xong cái máy chủ á, mặc dù nó hiện running như vậy ha, nhưng mà anh em còn phải chờ thêm 5 đến 10 phút nữa thì nó mới thực sự là chạy hoàn tất. Thì mình giới thiệu cho anh em thêm về một cái terminal. Cái này là anh em hiểu đơn giản là cái màn hình đen này để anh em gõ những câu lệnh quản lý server của anh em. Thì cái mình đang xài ha, nó là cái terminal của Microsoft. Anh em có thể bấm vào cái ô search trên này nè và gõ là store ha, thì nó sẽ ra là Microsoft Store. Anh em bấm vào này. Lúc này nếu như anh em là chưa đăng nhập thì đăng nhập cái tài khoản vào ha, và trên ô search này anh em gõ chữ terminal, nó sẽ ra là cái Windows Terminal ở đây ha. Anh em bấm chọn vào và bấm install ở bên này, thì khi mà anh em tải về nó sẽ ra cái terminal giống như mình đây nè. Anh em thích xài cái này cũng được, còn không thì anh em cứ xài mặc định của Windows nó có sẵn, như bằng cách là anh em bấm vào cái ô search ha và gõ chữ cmd, nó viết tắt của từ command prompt đó, và bấm enter thì nó cũng ra một cái cửa sổ terminal. Còn nếu như anh em xài máy Mac á, thì anh em gõ cái tổ hợp phím là command cộng với phím cắt, và sau anh em gõ cái từ khóa là terminal thì nó cũng hiện ra cái cửa sổ terminal này ha. Thì cái thằng Windows Terminal của Microsoft á, hay là hai cái thằng mặc định cmd trên Windows hoặc là terminal trên máy Mac, nó đều hoạt động như nhau, không có một cái câu lệnh nào là khác nhau cả ha. Anh em sử dụng cái nào cũng được. Thì nếu như anh em biết thao tác ấy, thì anh em cứ xài những cái mặc định sẵn ở trên Windows hoặc là trên máy Mac thôi. Còn nếu anh em muốn tìm hiểu sâu về cái Windows Terminal ấy, thì có thể lên kênh YouTube của mình và xem lại cái video về Node 101 này. Cái video số 2 ấy, thì mình có hướng dẫn anh em về Windows Terminal, tải về và cấu hình cài đặt cho nó ha. Hiện tại thì đã xong 3 bước là mua domain này, mua VPS, đưa domain lên Cloudflare. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em bước thứ tư, đó là kết nối cái domain vào VPS. Khá là nhanh thôi, chỉ mất khoảng 1 phút cho anh em làm. Đầu tiên thì anh em lên Vulture ha, và bấm vào cái server mà anh em vừa mới khởi tạo. Sau đó thì copy cái địa chỉ IP ở đây. Quay lại trang Cloudflare này, bấm vào cái tên miền mà lúc nãy anh em thêm vào ha, là livevietnam.dev. Sau đó thì chọn vào phần DNS. Rồi, anh em bấm vào edit ha và xóa cái địa chỉ IP đi, dán cái địa chỉ IP vừa mới copy vào. Sau đó thì anh em tắt cái đám mây rồi đi, hiểu đơn giản là cái tính năng của đám mây này á, nó giúp cho anh em đỡ bị DDoS. Nó sẽ che cái địa chỉ IP ở đi ha, và nó bọc bằng cái địa chỉ IP của Cloudflare này. Thì tạm thời thì anh em có tắt cái đi đã. Rồi bấm lưu lại nè. Các bạn ghi tiếp theo ha, anh em sửa này đi, bấm edit nè. Ở chỗ này anh em có thể để CNAME được. Nếu mà anh em để CNAME á, thì cái phần bên này ha, anh em sửa lại bằng cái tên miền mà anh em vừa mua, đó là livevietnam.dev. Cũng tắt cái đám mây đi và lưu lại. Hoặc là anh em có thể thêm một cái bản ghi A ha, và chọn là www, và dán cái địa chỉ IP, tắt cái đám mây đi và bấm lưu lại. Thì đó, ở đây nó thông báo là cái bản ghi A này ha, thì nó đã trùng với cái bản ghi CNAME trước đó rồi. Thì trong một trong hai cái này anh em để cái nào cũng được. Thì mình sẽ xóa cái thằng CNAME đi và mình chọn là thêm cái bản ghi A vào ha. Anh em nhớ tắt hai cái đám mây của hai cái bản ghi vào ha, để tí nữa thì anh em mới cài đặt cái SSL là cái ổ khóa như vậy nè. Còn nếu mà anh em không tắt thì sẽ không cài được. Rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau.
Và như vậy thì anh em đã kết nối xong cái domain anh em vừa mua vào cái máy chủ VPS. Để kiểm tra ha, anh em có thể mở cửa sổ terminal lên và anh em có thể gõ câu lệnh là ping và cắt ra cái tên miền mình vừa mới thêm vào ha, enter. Và nếu nó hiện cái thông tin như cái terminal của mình á, thì đã kết nối thành công rồi ha. Lúc này anh em bấm Ctrl C để nó thoát ra. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là bước thứ năm, đó là cài DLAM. Trước khi cài DLAM thì anh em cần phải đăng nhập vào cái VPS anh em mới mua. Thì đăng nhập vào bằng cách nào? Đó là bằng cái giao thức là SSH à. Anh em gõ theo mình như vậy. SSH dấu cắt ra xong rồi bấm root. Root là cái username với cái cấp cao nhất của cái máy chủ của anh em. Như anh em bật cái máy chủ anh em vừa mua lên nè. Thì cái username tên là root ha. Sau đó thì bấm A cộng và dán cái địa chỉ IP của máy chủ mà mình vừa mua ở đây ha. Sau đó bấm Enter. Lúc này nó hỏi là mình có muốn lưu lại cấu hình này không thì mình sẽ chọn Yes ha. Và bây giờ thì nó yêu cầu là mình nhập mật khẩu vào. Thì quay lại thằng Voyager này, đây là cái phần password ha. Anh em có thể bấm vào đây sẽ tự động copy. Và trên terminal á, mình chỉ cần bấm chuột phải là sẽ tự động nó dán vào ha. Và nó không có hiện cái mật khẩu ra đâu. Nhiều anh em mới thì tưởng là lỗi nhưng mà thật ra thì nó không phải lỗi ha. Bấm Enter. Và như vậy thì mình đã kết nối vào xong. Để xóa những cái câu lệnh ở đây nhìn nó đã rối thì anh em có thể dùng cái lệnh là clear. Tiếp theo để cài DLAM thì anh em lên cái trang là dlam.net này, nó sẽ hướng dẫn anh em cài luôn. Kéo xuống dưới ha. Đây, DLAM thì hoạt động ở trên là CentOS 678. Để cài thì đơn giản lắm, chỉ cần copy câu lệnh này. Dán vào là xong thôi. Còn đây là dành cho những ai mà trước đó xài VPS SIM ha. Một vài thông tin là VPS SIM nó đã ngừng phát triển rồi, cái độ phát triển đã dừng lại nữa. Thì DLAM nó hoàn toàn là giống 100% với thằng VPS SIM trước đó. Nếu như anh em xài DLAM thì anh em có thể nâng cấp lên cái bản Business miễn phí luôn. Rồi, thì mình copy câu lệnh này ha và dán vào địa chỉ terminal này. Bấm Enter. Lúc này thì đang tải về những cái gói cần thiết cho cái máy chủ của mình. Bước này thì nó có hai bước, một là mình cài đặt cái DLAM luôn, thứ hai là nó sẽ check xem cái VPS này nó có thể cài DLAM được không ha. Thì thường mặc định là sẽ cài được luôn nên mình sẽ chọn luôn là một và bấm Enter. Lúc này thì anh em nhập cái cổng PSP admin vào, thì mặc định của nó là anh em phải nhập 4 chữ số ha. Anh em nhập 4 chữ số gì cũng được nhưng mà anh em phải nhớ 4 chữ số này. Ở đây mình sẽ nhập là Enter. Tiếp tục thì nó yêu cầu là gõ địa chỉ email của mình vào, Enter. Và nhập mật khẩu cho cái PSP MyAdmin ha. Thì yêu cầu là tối thiểu là 8 ký tự. Nhập xong anh em bấm Enter. À, ở đây nó báo mình là mật khẩu là không được xài những cái ký tự đặc biệt, chỉ được xài chữ và số thôi. Và mình sẽ nhập lại ha, bấm Enter. Nhập lại cái cổng 4 chữ số trước đó. Thì mình nhắc lại ha, 4 chữ số, anh em nhập 4 chữ số gì cũng được nhưng mà anh em phải nhớ là được ha. Lại phải gọi là email. Nhập lại mật khẩu, Enter. Nhập mật khẩu cho MySQL thì mình có thể để mật khẩu giống ở trên luôn ha. Enter. Tiếp tục là chọn cái version MariaDB thì mình chọn cái version mới nhất thôi, một là 10.5 này. Enter. Lúc này thì anh em chờ cho nó cài đặt ha. Tiếp theo là anh em chọn cái version cho Nginx thì anh em cứ chọn số 1 thôi. Enter. Và đây nó hiện lên cái thông báo là anh em xem lại những cái thông tin về cái port của mình là cái cổng 4 chữ số này ha, những cái mật khẩu và những cái version mà mình cài đặt đã đúng chưa. Thì lúc này á, để mà lưu lại những cái thông tin này mình khuyên anh em mình nên lưu lại trong một cái file đó để tránh bị quên ha. Và sau khi check mọi thứ ok rồi thì anh em bấm số 1 agree là đồng ý, bấm enter. Và bây giờ là nó sẽ tiến hành là cài đặt cái DLAM. Nếu mà anh em nào trong quá trình cài đặt mà gặp cái lỗi như mình ha, thì thông báo này DLAM cài đặt Nginx đã bị fail này, và trong trường hợp này thì mình phải bấm enter. Cái lỗi mà vừa xảy ra vừa rồi anh em hiểu đơn giản là có hai phiên bản Nginx. Mình cài phiên bản số 1 mà nó bị lỗi, nó sẽ tự động cài cái phiên bản số 2. Nên lúc đó anh em chỉ cần bấm Enter thôi, không cần làm thêm gì cả. Và sau khi cài xong, cái bước vừa rồi thì tốn khá là nhiều thời gian, chắc khoảng phải hơn 10 phút. Thì nó sẽ hiện cái thông báo là DLAM đã được cài đặt thành công ha. Để gọi ra thì anh em gọi dùng cái câu lệnh là DLAM. Và lúc này thì nó sẽ tự động là ngắt kết nối với cái server. Bây giờ thì mình cần phải kết nối lại vào cái server anh em vừa mua trước đó đó. Cũng gọi câu lệnh cũ thôi là SSH dấu cắt ra và gọi cái tên username là root. À, thì lúc này thay vì anh em dán cái địa chỉ IP thì anh em có thể gõ luôn cái domain mà anh em vừa mới kết nối vào, nó đều như nhau ha. Rồi mình sẽ bấm Enter, mình sẽ chọn Yes và quay lại cái địa chỉ server của mình, copy mật khẩu, dán vào và Enter. Và sau khi kết nối xong nó sẽ hiện một vài cái thông báo ở đây, đó là server này đã được cài đặt thằng DLAM ở trên DLAM.net này. Để mà gọi ra thì anh em dùng cái câu lệnh DLAM và một vài những cái thông tin ở đây. Thì để cho đỡ rối anh em clear đi cho nó sạch sẽ ha. Đó, và để gọi DLAM ra thì anh em bấm là DLAM. Mình gọi sai ha. Đây mới đúng.
Lúc này anh em cần thêm một vài thao tác nữa cho nó hoàn tất cái quá trình cài đặt lên. Đầu tiên là anh em nâng cấp lên cái bản là Business, nó cũng sẽ có nhiều tính năng hơn và nó hoàn toàn miễn phí ha. Anh em quay lại cái trang dlm.net này và copy cái đoạn này. Mở terminal anh lại ha. Và chọn vào cái phần 36 đó là đăng ký cái bản Business gõ 36 ha. Enter. Rồi và dán cái code mà mình vừa mới copy vừa nãy vào. Enter. Như vậy thì mình đã thành công và đăng ký cái bản Business. Bước tiếp theo nữa thì anh em cần chỉnh cái múi giờ về lại là múi giờ cộng 0. Hiện tại anh em mặc định là múi giờ cộng 7 ha. Nếu như anh em để cái này á, thì nó sẽ bị một cái lỗi ở trên WordPress, đó là khi anh em đăng bài nó sẽ không đăng luôn mà nó chuyển qua cái chế độ lên lịch khá là khó chịu. Thì để chỉnh cái múi giờ lại, anh em chọn một cái số 29 nè, change time zone ha, bấm 29. Enter. Đầu tiên thì anh em change cái time zone của server trước, số 1 này. Và chọn vào số 1 ha, là cái múi giờ cộng 0. Enter. Bấm Y để mà chọn Yes. Bây giờ sẽ bấm 0 để mà quay lại. Tiếp tục chọn tiếp vào 29 ha. Bây giờ thì thay đổi cái múi thời gian ở cái PHP Time Zone này, số 2. Và chọn về số 1 ha. GMT cũng 0, Enter. Rồi, Yes. Rồi, bấm 0 để Exit ra. Thì đây là cái giao diện để anh em sử dụng Dlm. Nó khá là dễ thôi. Trong quá trình mà cái series video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Thì như vậy đã hoàn thành cái bước số 5 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Là cài Dlm. Cái bước này thì tốn khá nhiều thời gian. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cách cài WordPress như thế nào ha. Cài WordPress bằng thằng Dlm ở trên cái máy chủ mà anh em vừa mua nó khá là dễ. Đầu tiên thì anh em cần phải đăng nhập vào cái VPS anh em vừa mua ha. Câu lệnh là SSH, giao cách root, địa chỉ IP, không nhập mật khẩu vào. Đây mình đã đăng nhập rồi, mình bỏ qua bước đó. Sau đó thì anh em gọi thằng Dlm ra bằng câu lệnh là Dlm. Tiếp theo thì anh em bấm vào số 1 ha. Ở đây là thêm website và code nè. 1, Enter. Anh em chọn vào thằng số 3 ha. Thêm website và WordPress và tự động là cài đặt luôn. Ở đây thì nó kêu anh em là chọn một cái plugin thì mình đã cài đặt. Thì anh em chọn thằng nào cũng được ha. Mình bấm số 1 này, Enter. Rồi và nhập cái tên domain mà anh em muốn thêm vào cái máy chủ này. Thì mình sẽ thêm một website là livenam.dev. Enter. Nhập cái địa chỉ admin mà tí nữa mình sẽ dùng nó đăng nhập vào ha. Thì mình sẽ gõ là admin luôn. Cái chỗ này thì anh em gõ cái gì cũng được, nó ngắn gọn và dễ nhớ cho anh em mà được ha. Enter. Lúc này thì anh em cần nhập cái mật khẩu để mà anh em đăng nhập vào cái quản trị của WordPress. Enter. Nhập cái địa chỉ email. Enter. Và bây giờ thì nó sẽ tiến hành là tải về WordPress. Và quá trình cài đặt đã thành công khá là nhanh, mất chưa tới 1 phút. Nó thông báo đây là đã thêm vào server và đã cài đặt WordPress thành công này. Bây giờ mình ra mình kiểm tra lại ha. Đây là cái trang livenam.dev. Trước đó thì mình có những trình duyệt thì nó bảo là website này không thể mà mở được. Bây giờ thì mình sẽ lát lại này. Có thể trước đó nó đã lưu lại cái lịch sử trình duyệt ha. Để mình gõ thêm cái là WP admin đằng sau. WP là viết tắt của WordPress và gạch ngang là admin để đăng nhập vào cái quản trị của website. Nếu như anh em bị cái lỗi này nè, thì đơn giản là cái trình duyệt anh em nó lưu lại cái case. Anh em chỉ cần xóa cái lịch sử duyệt web đi là xong ha. Thì mình sẽ bấm tôi phím là Ctrl H, bấm vào cái con thùng rác ở đây nè. Và mình sẽ xóa dữ liệu trong vòng 1 giờ vừa qua ha. Rồi bấm Clear đây đã. Rồi mình F5 lại trang này ha. Thì nếu như mà sau khi anh em xóa luôn cái lịch sử duyệt web á, mà vẫn bị cái lỗi này ha, thì có thể đang bị cái lỗi là SSL. Thì mình làm luôn cái bước là cài đặt SSL cho cái website luôn. Mở cái terminal lên nè. Chọn không để exit ra ngoài ha. Để cài đặt SSL thì anh em chọn cái số 24 này ha, set up a free SSL 24. Chọn số 1 ha. Set up SSL domain. Rồi, ở đây anh em chọn version nào cũng được. Nó bảo là nếu mà version 1 fail thì nó sẽ tự động chuyển qua version 2 này. Lúc này nếu như cái server của anh em mà có nhiều domain á thì anh em bấm chữ Y để mà nó danh sách tất cả những cái website trên server thì mình cứ bấm Y đi ha. Và hiện tại thì chỉ có một cái website thôi. Mình bôi đen để copy này và dán nó lại này. Enter. Cái bước này á, là nó check xem ở trên Cloudflare anh em đã tắt cái đám mây mà lúc mà mình hướng dẫn anh em thêm vào Cloudflare anh em tắt đi ha. Nếu mà anh em chưa tắt thì nó sẽ không cài đặt được. Đây nó check ok rồi. Thì lúc này là nó hỏi là có muốn cài đặt không thì mình sẽ bấm Yes ha. Ở đây nó vừa thông báo là cài đặt SSL bị lỗi ha. Và kéo lên trên thì nó hiện ra một cái lỗi là vui lòng add thêm cái này vào. Thì hiện tại mình chưa biết cái lỗi này gì. Đơn giản là mình sẽ copy cái này và lên trên Google xem nó là cái lỗi gì ha. Dán nó vào đây. Enter. Thì mình tìm được một cái bài viết ở trên GitHub ha. Ở đây nó bảo là mình sẽ chạy thử cái câu lệnh này coi. Mình sẽ copy này. Quay lại terminal ha. Nếu như anh em đang đợi
đang ở cái giao diện DLM thì anh em bấm không cho nó exit hẳn ra ngoài này. Và dán nó câu lệnh vừa copy, sau đó sửa example.com lại thành cái tên mình của mình ha. Rồi enter. Rồi nó đã chạy xong rồi, bây giờ thì mình vào DLM lại. Và cài lại SEO cho cái website là vietnam.dip 24 nha. 1 1. Yes. Copy, dán. Enter. Chọn yes để cài đặt. Và bây giờ nó thông báo là đã cài đặt SSL thành công ha. Mình sẽ kiểm tra lại website của mình. Nhân tiện thì nếu như anh em nào bị cái lỗi cài đặt SSL giống như mình vừa bị vừa rồi á, thì cái câu lệnh mà để nó fix mình sẽ để ở bên dưới mô tả của video này ha. Anh em có thể copy và sửa lại example.com thành cái domain của anh em. Rồi qua lại cái website của mình này. Reload lại xem. Rồi hiện tại thì đã cài đặt thành công ha. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào admin và cái password. Bấm remember này, login. Mình lưu lại ha. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây để xem cái website của mình. Ok, thì đây là một cái website WordPress mình vừa cài đặt thành công và cũng đã có cái chứng chỉ là SSL cái ổ khóa này. Tiếp theo anh em quay lại nè, cấu hình một chút, bấm vào settings. Ở đây anh em có thể thêm cái mô tả cho cái website. Tạm thời bỏ qua cái phần này đi. Ngôn ngữ anh em có thể chuyển qua tiếng Việt nếu như anh em không quen sử dụng tiếng Anh ha. Mình thì cứ để tiếng Anh. Về cái format, về thời gian thì anh em có thể chỉnh lại cho nó giống Việt Nam hơn là day nè, month và year nè. Rồi cái giờ cứ để nguyên như vậy, bấm lưu lại. Tiếp theo về cái phần writing thì anh em có để mặc định ha. Reading. Anh em tích vào cái chỗ này. Hiểu đơn giản á là nó sẽ ngăn cái con bot của Google nó vào cái trang web của anh em và đọc những cái nội dung của anh em. Tại vì đây là một trang web mới ha, chưa có nội dung gì cả và mọi thứ ở đây khá là lộn xộn. Nếu như con bot của Google mà nó vào đây mà nó đọc á thì nó sẽ đánh dấu đây là một website mà chất lượng kém, thì sau này nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới cái chất lượng website của mình ha. Rồi bấm lưu lại này. Anh em bấm tiếp vào phần permalink. Ở tiếng Việt nó là đường chỉnh tỉnh ha. Rồi và chọn vào cái phần post name. Bấm lưu lại. Rồi tạm thời là cài đặt như vậy thôi. Trong quá trình mà thiết kế website thì mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt và chỉnh sửa thêm những cái khác. Cài WordPress xong rồi ha. Cài SSL xong rồi. Và một vài tùy chỉnh ở trên WordPress cũng xong rồi. Video sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt cái giao diện là GeneratePress và sử dụng nó như thế nào ha. Đây là một cái video khá dài rồi. Thì trước khi kết thúc video ha, nếu như anh em nào có nhà hứng muốn ủng hộ mình để mà mình có động lực làm thêm nội dung và có thêm cái tài chính để mà phát triển kênh, chia sẻ với anh em những cái nội dung miễn phí, thì anh em có thể ủng hộ mình bằng cách là click vào link là Buy Me A Coffee. Mình sẽ để bên dưới mô tả video ha. Mọi sự ủng hộ của anh em, bất kỳ số tiền nào đều rất đáng trân trọng và mình sẽ luôn luôn coi đó là một cái động lực để mà chia sẻ với anh em nhiều hơn. Và đừng quên nếu như anh em ủng hộ mình thì nhắn tin cho mình ha, bất kỳ một cái điều gì đó nếu mà mình có thể giúp được thì mình sẽ giúp. Qua Telegram là Việt Nam, mình sẽ để đường link đây. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn anh em ở những cái video sau. Và anh em cũng đừng quên cho mình là một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh.